Đây các bác nhé, hôm nay thì xe lồng lại đến là một chuyến xe nhà em Hương nó đi đây. Hai chiếc xe lại về hai tỉnh miền khác nhau. Một chiếc xe Kia Morning bản Sport này, giá chỉ có hơn 100 triệu thôi. Chiếc xe kia là một chiếc xe bản sedan hai đầu, giá cũng rất là thấp thôi. Bác nào mà đang quan tâm về những mẫu xe nào thì các bác có thể kết nối trực tiếp qua Zalo cho em đây ạ. Hôm nay xe lồng lại đến lấy hai chiếc xe rồi. Một tháng thì không chỉ những là các bác đến ủng hộ trực tiếp tại bên em Lê Hương ô tô Hải Dương với những mẫu xe bán trực tiếp này, em còn hỗ trợ ship cho các bác nhà mình trên mọi miền tổ quốc luôn nhé. Bây giờ là chiếc xe này hơi bé, tí nữa ra kia là sẽ lên xe lồng lớn các bác nhé. Bác nào quan tâm thì kết nối trực tiếp qua Zalo cho em đi ạ, 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé.